Xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi nói chuyện sách giáo khoa tại Mỹ ở bậc phổ thông. Ở bậc giáo dục phổ thông quen gọi là K12. Chữ K là chữ K đó là viết tắt cho Kindergarten là lớp mẫu giáo. 12 là số 12, tức là ý nói lớp 12. K12 tức là từ mẫu giáo tới 12 tức là bậc phổ thông. Thế thì ở bậc phổ thông, sách giáo khoa ở Mỹ hoàn toàn miễn phí cho học sinh. Ủa vậy chưa sách miễn phí thì sao nhà xuất bản sống? À, để tôi nói lại cho rõ. Sách miễn phí cho học sinh, chứ không phải nó là hàng chùa. Tức là vậy, nhà xuất bản bán sách, bán mắc nha, trăm mấy chục đô một cuốn. Nhưng mà người mua là nhà trường. Nhà trường mua sách xong rồi, nhà trường đưa lại cho học sinh mượn trong một năm để mà đi học. Tại sao nhà trường phải mua dùm cho học sinh? Vì luật bắt vậy cả 50 tiểu bang đều có luật bắt buộc trường công lập phải cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông. Điều đó hợp lý ở chỗ này nè, là cả 50 tiểu bang đều có luật cưỡng bách giáo dục, tức là trẻ em trong độ tuổi từ 5 6 tuổi tới 17 18 tuổi ở California là từ 6 tới 18 là bắt buộc phải đi học. Học ở nhà theo dạng homeschooling cũng được, nhưng mà phải học. Mà bắt các em đi học rồi lại bắt phụ huynh phải mua sách giáo khoa thì luật cưỡng bách giáo dục biến thành luật cưỡng bách phụ huynh phải chi cả mấy trăm đô thì điều đó vô lý và bất công phải không ạ? Cho nên cả 50 tiểu bang đi kèm luật cưỡng bách giáo dục đều có luật bắt buộc nhà trường phải cung cấp sách giáo khoa. Quý vị mở một cuốn sách giáo khoa bậc phổ thông ở Mỹ quý vị sẽ luôn luôn thấy bên biệt trong cuốn sách sẽ có in sẵn cái này là nhà xuất bản in sẵn luôn để cho nhà trường ghi lại sách này năm nay giao cho học sinh nào năm sau giao cho học sinh nào vân vân ở dưới cũng có lời dặn các em là chớ có mà viết bậy vô sách riêng ở California nếu quý vị nào có vào một nhà trường phổ thông công lập quý vị sẽ thấy ở trong văn phòng và cả ở trong các lớp học nữa một cái poster giống như vậy công bố các quyền lợi của học sinh trong đó có điều khoản gọi là Williams Complaint dựa trên một án lệ mang tên Williams đã ý là học sinh có quyền được cung cấp miễn phí sách giáo khoa và vô cụ học tập. Nếu không, phụ huynh có quyền kiện. Cho nên ở California, sách giáo khoa miễn phí đã đành. Máy tính Calculator cũng miễn phí. Trường nào đòi hỏi đồng phục, đồng phục cũng miễn phí luôn. Học lớp sinh vật nếu có mổ ếch mổ cóc gì đó là nhà trường cung cấp con ếch con cóc luôn. Điều này nhiều khi cũng gây ra những hệ quả lệch lạc một chút. Thí dụ như là cũng cuốn sách đó mà có hai phiên bản, phiên bản đại học, phiên bản trung học. Thì phiên bản trung học giá mắc hơn cỡ 20-30%. Đơn giản là vì phiên bản đại học thì khi nhà xuất bản định giá, phải định giá theo túi tiền của sinh viên. Còn phiên bản trung học thì định giá theo túi tiền của trường, nhà nước. Rồi thí dụ như máy tính graphing calculator đôi khi có những trường hợp là nhà trường cung cấp máy tính Casio nhưng thầy cô thì lại không biết xài thầy cô chỉ biết xài máy tính TI mà thôi nhưng mà vấn đề là vậy tuy thỉnh thoảng có những cái lệch lạc như vậy nhưng mà còn đỡ hơn là thí dụ như năm nay một thầy cô bắt mua máy TI rồi năm sau thầy cô khác bắt mua máy Casio cái đó lại còn khổ hơn nữa tiện đây tôi mở ngoặc luôn là không chỉ ở Mỹ mở ở bên Mexico sách giáo khoa do bộ giáo dục xuất bản và toàn bộ PDF của sách giáo khoa được đem lên mạng ai muốn tải xuống thì tải. Chuyện sách giáo khoa miễn phí là vậy. Tóm tắt lý do là vì nhà nước bắt buộc trẻ em phải đi học nên bù lại nhà nước bắt buộc phải cung cấp sách giáo khoa cho các em. Đó. Đó là nói tóm lại. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.